Liên quan đến vụ nổ bình hơi tại công ty gỗ Bình Minh, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai khiến nhiều người thương vong. Trong đó, gia đình anh Dương Văn Tuấn có đến hơn 10 anh em là công nhân của công ty Bình Minh. Vụ nổ đã khiến gia đình anh Tuấn mất một người và bị thương một người. Gia đình anh Dương Văn Tuấn có đến 5 anh em ruột cùng 8 anh chị em bên vợ làm tại công ty gỗ Bình Minh. Mức lương bình quân của anh Tuấn dao động từ 15 đến 16 triệu đồng một tháng. Vụ nổ xảy ra 6 ngày trước đó, bản thân anh bị thương nhẹ, anh trai ruột tên là Dương Văn Tùng bị thương nặng phải nhập viện, còn em trai vợ là Lương Văn Hùng thì tử vong. Nhắc đến vụ nổ, anh Tuấn không cầm nổi nước mắt. Mình đang làm thì công ty đang xếp gỗ, công ty gỗ mà tôi lỗ sập hết xưởng, thối sầm không nhìn thấy gì, chỉ chạy thôi. Xong chạy xong rồi lúc sau thì nhưng mà em tìm về nhà. Vợ trong mất. Vợ em trai vợ, em bên nhà vợ. Đây là anh trai ruột. Đây là em út thì làm đêm. Em trai út thì làm đêm, còn nay em nó cũng làm ngày. Hiện anh cùng đang gia đình chăm sóc anh trai bị thương tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Rất may, tiến triển vết thương mổ đầu của anh Dương Văn Tùng đang tiến triển tốt. Chỉ cần tập thêm vật lý trị liệu thời gian ngắn nữa là xuất viện. So với hôm đầu em vào đây đến bây giờ em thấy nó là bình thường, khỏe mạnh hơn mấy ngày đầu. Em muốn nhanh khỏi vết thương để về với gia đình. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, đến nay sức khỏe của 5 bệnh nhân bị thương trong vụ nổ cơ bản đã ổn định. Đối với các bệnh nhân chấn thương nặng, bệnh viện đã dùng các phương pháp mới, không cần can thiệp mổ. Và đến nay tất cả các bệnh nhân đều ổn định. Thì hôm nay mọi thứ là vết mổ khô tốt, bệnh nhân tỉnh táo, mọi thứ là bắt đầu là ăn uống tốt dần, đang tập vật lý trị liệu. Và khi mà vật lý trị liệu tốt thì chúng tôi sẽ cho anh xuất viện. Mà vượt mà tổn thương gan và thận và phổi. Gan thận là tổn thương độ 4, chúng tôi dùng phương pháp mới, phương pháp là không phải can thiệp, tức là dùng xâm lấn tối thiểu thì chúng tôi dùng nút mạch thôi. Thì tới hôm nay bệnh ổn. Và kể cả cái ga mà vừa vỡ gan vừa dập phổi, chúng tôi mổ ra nó vỡ cơ hoành đó, là chúng tôi hôm nay cũng ổn luôn. Theo người nhà các nạn nhân, trong thời gian vừa qua, được lãnh đạo tỉnh, các sở ngành trong tỉnh Đồng Nai và cả lãnh đạo Bộ Công an quan tâm, tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà và động viên, nên các gia đình cảm thấy được an ủi, tiếp thêm sức mạnh, động lực cho người bị thương và người thân những người đã mất, vượt qua khó khăn trước mắt, mau chóng trở lại cuộc sống đời thường.